Nhà tôi trồng 3 hecta cam, biểu hiện là nổi đốm vàng ở lá, đã phun 3 lần thuốc nhưng thấy không hiệu quả, đã bị mấy tháng nay, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng thưa bác Vũ, câu hỏi của bác đã được chuyên gia giải đáp như sau. À, vâng, qua cái mô tả của bác ấy, chúng tôi có thể khẳng định đó là bệnh đốm lá. Thì như vậy nó có thể là màu vàng này, có những cái đốm như vậy. Thế rồi là màu đen, màu nâu, màu rồi sắt, vân vân. Thế thì cái này hoàn toàn là do nấm gây hại. Thế và một khi mà đã bị nhìn thấy rõ rồi ấy, thì mình phun đúng thuốc, đúng cách thì nó chỉ dừng thôi, chứ nó không khỏi. Đấy. Thế nhưng nếu mà nó chớm thì khỏi ngay, phun nên là khỏi. Thế hoặc là phun phòng, đấy, chuẩn bị mà biểu hiện là thời tiết có khả năng là xảy ra cái bệnh đốm lá này thì phun phòng này nó không bị nữa. Thì đó là những cái thuốc có hoạt chất sau đây. Copper hydroxide hoặc là copper oxy chloride hoặc là phosphatin aluminium, ba cái hoạt chất để bác có thể lựa chọn, đúng không? Nhất là copper hydroxide hoặc là copper chloride hoặc là phosphatin, bác có thể phun hai lần cách nhau được 5-6 ngày, thậm chí là 7-8 ngày cũng được, trong cái phạm vi tối thiểu là 5 mà tối đa là không quá 10. Thì như vậy là bác phun là nó sẽ đỡ đối với cái nặng quá nó dừng, không ạ? Đối với cái mà chớm là nó khỏi ngay. Thế và để phòng ấy thì bác chú ý là luôn luôn là làm sao mà chăm sóc theo quy trình để nó có cái sức đề kháng, nó chống lại rất là nhiều các cái bệnh cũng như là sâu khác. Đấy, thêm một mặt khác ấy là phải làm cho đất là nó độ ẩm vừa phải, tức là khoảng 70%, thì nó sẽ không bị cái bệnh này, và đặc biệt là thối rễ thường nó hay kèm theo. Đấy. Thế và một cái nữa là nếu mà đất chua quá, đấy, chua dưới 5,5 thì bác phải bón vôi bột và nâng lên, đấy, để làm sao đạt độ 6-6,5, thì như vậy là cái bệnh này nó sẽ ít xảy ra. Thì đấy là cái phòng mà chúng tôi cho rằng cái phòng thì lúc nào nó luôn mang tính quyết định hơn là cái chữa.